Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại có một cái giáo án kỳ lạ nữa, đó chính là Công Tôn Ly sẽ đi rừng nha mọi người. Thì nhiều người bảo là game này không phải là Liên Quân, cho nên không phải là AD là thích đi rừng là đi. Chỉ có Lý Nguyên Phương có thể đi rừng thôi. Thì các bạn nói là AD farm rừng chậm các kiểu rồi, thì thật ra mình đã là do các bạn không biết farm thôi. Chứ có một cái cách mà để AD đi rừng vẫn không bị chậm, đó chính là mọi người lên cái trừng trị vàng đó mọi người. Đó, mọi người thấy không, mình farm cũng đâu có chậm lắm đâu mọi người. Chứ nào mọi người lên cái trừng trị mà vật lý mà mọi người lên level 2 đó đi thì nó mới bị chậm thôi. Còn mọi người lên AD mọi người lấy trừng trị phép để cho nó tăng sát thương, nó farm nhanh thì cũng không có lâu đâu. Nhưng mà thường thì không ai làm cách đó, cho nên người ta sẽ chọn cái cách là đi đường luôn cho rồi mọi người à. Team này bên địch lại có tư mã ý đúng không mọi người? Cái mọi người nhớ cái cách mà mình chỉ cho mọi người né giao tranh với tư mã ý không? Thì mọi người hãy để ý trận này xem mình nói có đúng không nha. Thì lúc nào trên đầu nó, uyển nhi trên đầu nó lại nổ nổ cái đỏ đỏ ra luôn rồi đó. Thì trận nào mà team địch có tư mã ý thì mình sẽ nhắc lại thôi, để cho những cái bạn mà mới xem mọi người không biết đó, thì mình sẽ nhắc lại để mọi người biết luôn nha. Thì mình đã có nói một lần rồi đó, thì ở cái clip cũ mình giết được triệu dân luôn rồi, ngon mọi người. Ơ con này ngu thế, mình né được cái chém của nó rồi. Ơ kìa, ngon 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 ngon, vừa vô giết được 2 mạng rồi. Mình đã có nói một cái video cũ rồi đó mọi người có thể tìm lại nha, ở cái video mà trả lời câu hỏi kỳ đầu tiên đó mọi người. Thì mình có nói rõ hơn về cái cách nhận biết tư mã ý đó, bạn nào mà mới xem hay là chưa biết thì có thể quay trở lại xem nha. Thì nó thì khi nào mà gặp tư mã ý thì mình cũng sẽ nhắc lại thôi, để cho các bạn biết các bạn né đó. Thì nói mọi người thấy không, đi rừng mà mua cái trừng trị vàng thì rừng không có lâu tí nào mọi người à. Có thể nó lâu hơn sát thủ thật, nhưng mà nó cũng không gọi là quá lâu đâu mọi người. Và mình cũng khuyên là AD, mà thật sự mình cũng khuyên là AD không nên đi rừng nha mọi người. Tại vì kiểu sao ta, để cho một vị tướng khác sát thủ đi rừng thì sẽ ok hơn, để có cái gì đó bắt AD team địch chứ. Bởi vì trận này team địch là mã siêu rồi, cũng gọi là sát thủ đi, thì cho nên là mình cũng không có e ngại về cái chuyện mà thiếu sát thủ cho lắm. Với lại team mình nó cũng giành đường với mình rồi, thủ ước nó giành đường với mình rồi. Thì dân làm vậy, đẩy nó về nha. Đó, đẩy nó về xong rồi giật bóng về. Tư mấy bị ngu à. Team địch trận này có vẻ hơi ngáo rồi mọi người à. Trận này có vẻ là mình cũng khá là xanh rồi đây, mình sẽ xanh đây. Đầu vô mình ăn được 3 mạng rồi mọi người, mới phút thứ hai, chưa phút thứ ba đã ăn được 3 mạng rồi. Thì trận này nói chung cũng khá là ngon đó. Mọi người có thể chọn lên cái trừng trị level 2 hoặc level 3 luôn, hoặc là mọi người chỉ để cái trừng trị level 1 để farm cho nó nhanh hơn một tí, mọi người mua lại cái trừng trị vật lý cũng được. Thì tùy mọi người thôi, nhưng mà mình thì trận này mình sẽ để mua cái trừng trị vật lý nha. Thì cái kiểu trừng trị vàng mà level 2, level 3 lên cho Công Tôn Ly thì mình cũng đã lên thử nhiều lần rồi, thì mình thấy nó cũng ok. Nhưng mà cái trừng trị đỏ mình chưa lên lần nào, cho nên trận này mình sẽ thử lên xem nó mạnh hay không nha. Nếu mà nó không mạnh thì mình sẽ khuyên các bạn lên luôn cái trừng trị vàng, chứ đừng có để tiền để lên cái trừng trị đỏ. Thì nhưng mà muốn lên trừng trị đỏ thì mọi người phải có nhiều tiền, cái đồ mọi người phải nhiều, farm phải nhanh rồi mới lên được cái trừng trị đỏ nha. Thì cái trừng trị mà không phải trừng trị vàng, chỉ có cái trừng trị của phép là nó có hiệu lực với tướng tầm xa thôi. Tức là cái hiệu lực mà tăng sát thương lên với rừng 50%, 60% gì đó. Những cái con tướng mà người xa mà lên cái đồ trừng trị vật lý là nó sẽ không có được đâu. Nó sẽ bị không có tăng 50% sát thương, cho nên mọi người farm rất là chậm. Cũng không khác gì mọi người không mua trừng trị cả. Cái sát thương trừng trị nó cũng thấp luôn. Riêng chỉ có cái trừng trị phép là nó tăng thôi. Cho nên là mọi người thấy Lý Nguyên Phương nó lên cái trừng trị phép là như vậy đó. Trước mình cũng không hiểu tại sao Lý Nguyên Phương lại lên cái trừng trị phép, thì bây giờ mình đã hiểu rồi. Cái trừng trị phép nó không có bị giảm sát thương lên với rừng của những con tướng đánh tầm xa. Nhưng mà dạo này mình cũng thấy Lý Nguyên Phương nó đổi sang lên cái trừng trị vàng rồi mọi người à. Tư mà thấy gành ở dưới ghê đó nha. Lụm luôn cái bùa đỏ thôi ơi. Nó ăn luôn rồi mọi người à. Tư mà thấy cũng chết ở dưới rồi, gành cái vẻ khá là gắt nhưng mà anh rừng với anh tư mấy đi rồi. Trận này mình sợ tư mấy với lại Triệu Vân nhất, nhưng mà hai con nó có vẻ chơi không hay là mọi người. Đầu trận mình đã giết được nó 2 mạng rồi, bây giờ mình cứ tích cực farm cháy máy vào để nhận được cái nhiều tiền, rồi mình mua thử cái trừng trị đỏ nha, cái trừng trị của vật lý đó, không biết nó có mạnh không đây, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ cũng mạnh đó, nó sẽ bắn thường mạnh hơn là cái trừng trị vàng này, nhưng mà farm nó không nhanh bằng đâu. Không biết các bạn có bí quyết nào chơi Công Tôn Ly hay không, chứ mình cũng không có biết chơi con này mọi người. Trước mình
thấy một ông quốc phục công Tôn Ly chơi múa kinh quá, mình thích quá, mình vô bích luôn mọi người, nhưng mà bị giành lane cho nên mình đi rừng luôn nha. Thì trận này chắc cũng là trận thứ hai thứ ba rồi đó mình chơi công Tôn Ly đi rừng thôi. Trước đó mình cũng có chơi vài lần rồi nhưng mà cũng lâu rồi, lâu lắm rồi mình chưa chơi lại công Tôn Ly. Mình sẽ vào cướp cái bùa nha, mình sẽ quăng cái anti đó. Chừng chị ăn được con rồng không? Được mọi người. Team mình đã ăn được con rồng, mình giết được thêm hai mạng nữa mọi người, quá là ngon. Mình định phóng cái quạt về phía sau để ăn con rồng xong rồi giật về, nhưng mà mình thấy đánh được luôn cho nên mình ở lại mình đánh, mình cướp luôn con rồng mọi người à. Thì pha đó quá là ngon, mình đã ăn được con rồng mà còn giết được cả hai mạng nữa mọi người. Pha đó là team mình win toàn tập luôn á mọi người. Trận này mình nghĩ là team địch hết cửa bật rồi. Thật ra cửa bật cũng có nhưng mà team địch phải đánh hay hơn chứ, nếu mà cứ đánh như thế này thì sẽ không thắng được. Nếu là đồ đi lane thì bây giờ mình sẽ mua cái rìu đen, nhưng mà bây giờ mình đang đi rừng cho nên mình mua con dao sấm sét luôn nha mọi người. Vì đi rừng một tí mình cũng sẽ lên cái đồ đi rừng màu đỏ thôi, tí mình sẽ bán cái đồ đi rừng màu vàng này. Thì cái đồ đi rừng màu đỏ nó cũng có xiên giáp đồ rồi, nó cũng có hồi chiêu rồi nên mình không có lên cái rìu đen nữa đâu. Mình để cái ô đó coi như là lên cái đồ rừng đi. Ok, thì bây giờ mình đã cướp được con bùa xanh của triệu dân này, khá là ngon mọi người à. Ở bên Liên Quân thì cái con này chính là con Elandor, nhưng mà Elandor bên Liên Quân thì người ta rất là chuộng đi rừng, còn ở bên này thì người ta chỉ đi AD thôi mọi người à. Và cái con này thì mình cảm giác nó mạnh hơn Elandor mọi người. Cái chiêu 2 của Elandor thì chỉ có con bướm bay xung quanh thôi, còn cái chiêu này là bật chiêu 2 lên là nó sẽ phá hủy tất cả đạn đạo mà bay tới mọi người, tức là giống như ulti gia cát lượng hay là những cái phát bắn thường của team địch á, kể cả các viên đạn của con thủ ước nha. Nhưng mà những cái nào mà càng nhanh thì nó càng khó mà để bật chiêu 2 để phá hủy cái đạn đạo đó thôi. Cho nên là cái chiêu nào mà dễ né thì mọi người có thể bật cái chiêu 2 lên để mà xóa cái viên đạn đó, giống như là cái gì đó đang bay tới chỗ mọi người đó, thì mọi người có thể phá hủy mất cái đó luôn. Không phải là miễn khống chế là gì đâu, mà là tất cả những cái viên đạn bay tới nó sẽ bị phá hủy, giống như là ulti Lý Tính hôm trước mình chơi nó cũng bị cái chiêu 2 này phá đó mọi người. Chiêu 2 này mà bật đúng lúc thì rất là ok nha mọi người, rất là mạnh đó mọi người à. Mà phải chơi hay dữ lắm cơ. Còn mình thì mình mới chơi con này có vài trận thôi, mình chơi rất là gà nên mình đang test đi rừng luôn chứ. Thật sự trước đó tới giờ mình đi rừng cũng vài lần rồi, mình thấy nó không có mạnh như con Elandor mọi người à. Mà mình đi AD thì lại bị giặt nên thôi mình buộc phải đi rừng thôi. Mà rất may là team địch trận này rất là gà mọi người, từ Mỹ đánh không hay. Vừa mới nhắc xong, không biết có giết được Đắc Kỷ không. Rồi, bị Đắc Kỷ hô rồi mọi người, rồi nó chết chắc rồi. Từ Mỹ đánh gà thiệt sự mọi người. Nhìn cái con tướng ruột của mình nó đánh gà như vậy, mình rất là buồn mọi người. À mà từ Mỹ chuẩn bị ra một cái skin mới đó mọi người có biết chưa. Thì cái skin đó là skin ám uyên ma pháp hay sao ấy. Cái skin nó cùng chủ đề với con Can Tương Mạc Tà đó mọi người. Mình thì mình bet Tương Mỹ cho nên mình rất là háo hức chờ đợi cái skin này mọi người à. Và giá của nó hình như là 888 đó mọi người, nhưng mà không biết chừng nào nó bán đây. Mình sẽ cướp hết bùa tiêm địch nha. Thôi kìa, đã kỹ phụ mình ăn chứ không định ăn mọi người à. Bây giờ mình sẽ mua cái đồ đi rừng màu đỏ nha mọi người, mình đổi cái đồ đi rừng. Và mình nói trước là đổi như vậy thì farm sẽ chậm hơn, cho mình đã nhiều đồ rồi mình mới bán mình mua nha. Còn mọi người mà chưa có nhiều đồ thì đừng có bán, farm sẽ rất là chậm đó. Đầu trận, đặc biệt là đầu trận đừng có mua cái chừng trị màu đỏ này luôn. Mọi người mua mình cái chừng trị màu vàng là farm nhanh nhất mọi người à. Rồi cuối trận mọi người hãy mua cái chừng trị màu đỏ này. Bây giờ vẫn chưa cuối nhưng mà mình cảm giác mình có nhiều đồ rồi cho nên là mình mua luôn mọi người. Từ từ mình không mua cái cây kiếm 450 đó, đây mình sẽ mua cái này. Sau khi ăn cái bãi quái này mình sẽ cố gắng ép lên luôn nha mọi người, để cuối bọn nó hay lên thì hơi toan. Con Triệu Văn này mình cuối trận mình sợ lắm, mình rất là ám ảnh cái con này mọi người à. Mà thôi lên đây đi, mình định ăn bùa xanh nhưng mà thấy ở trên này đánh nhau ghê gớm quá mọi người. Đây mình sẽ đi ra đây ăn cái trụ này nha. Đó, ngon một cái trụ. Ok, tư mấy tới mọi người. Làm gì đây chấm hỏi luôn. Ok, nó giết được thủ ước rồi, giết luôn con dao này nha. Đó, múa lạng lách các kiểu đồ. Đây, con chung vô diệm này cũng hy sinh thôi, làm sao mà chạy được với mình mọi người. Ngon, triple kill rồi mọi người. Mình sẽ cố gắng giết luôn hoàng chung này nha. Giết luôn hoàng chung, được không đây?
quan ra kêu mọi người à. Đó, mình còn tí máu thôi, nhưng mà bây giờ không win nha. Cái clip này sẽ rất là ngắn, từ từ hướng win mọi người à. Làm gì nhau, làm gì nhau, nè làm gì nhau, nhảy lại này, chiếu hai này, ok. Vãi chưởng thiệt mọi người. Mình định giật tới cái ô để treo chọc Diệu Dân một tí mọi người, nhưng không ngờ cái trụ nó bắn mình chết luôn. Trong trụ không còn con lính nữa hết, mình không để ý mọi người. Mình chết pha này hơi ngu, xin lỗi mọi người nha. Cái pha lúc nãy là chỉ là mình giỡn thôi mọi người à, mình chưa có đánh thật đâu. Bây giờ mình đã xanh rồi, team địch nó sẽ không có cản được mình đâu. Bây giờ mình sẽ càng quét hết team địch cho mọi người xem này. Đó, nó múa này, đó, đó, Diệu Dân cái đợt rồi, team nó xanh lại rồi mọi người. Cái kịch bản này quen lắm mọi người à. Chết nữa rồi mọi người ơi. Rồi, phải win nhanh. Rồi, team địch giết luôn, đủ ước rồi. Hơi toàn mọi người à, không hàng. Bây giờ mình sẽ hứa, mình sẽ nghiêm túc lại, nãy giờ là mình chưa đánh thật đâu. Team địch đã bể hai đường rồi, còn phế nữa, làm sao mà mình thua được đúng không mọi người. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ ép luôn cái đường bên này nha mọi người. Đây, mình sẽ đợi Uyển Nhi lên rồi mình lên nha. Đây, con Tư Mỹ luôn. Ngon mọi người, Uyển Nhi bay gì ghê vậy. Giết luôn Tư Mỹ nha. Đây, chà, nó chém đau thế nha. Good. Đó, mình đã đẩy con Chung vừa diệm qua chỗ khác rồi. Con nó quánh mình rất là đau nha. Khi mình lại chết với nó luôn. Ở đây có con mắt. À, mọi người thấy con mắt đó thì mọi người đứng cái cách phá giống như con mắt có thủ ước vậy đó. Mọi người mà đời đứng tầm 2-3 giây là nó sẽ bị phá nha. Bây giờ mình không có đánh người đâu, mình sẽ tập trung đánh nhà để thua lại thì hơi mệt. Giật về cái đó. Đó, Triệu Dân này quánh rất là đau nha mọi người. Mình sẽ đánh nhà tích cực, đánh nhà hết lính rồi mọi người. À, hết lính rồi qua bên kia đi, qua bên kia phá cái trụ bên này đi. Đó, mình sẽ lấy luôn 3 trụ cho chắc nha, xong rồi lính tới thì mình phá nhà tiếp. Rất là sợ trận này thua mọi người à, thua thì mất cái video này nó hơi uốn mọi người. Cái video công tôm ly chiến thực là đi rừng mọi người. Đó, chắc là mình win rồi mọi người. Ok, win rồi mọi người. Thì trận đấu của mình cuối cùng nó cũng kết thúc rồi. Thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau nha. Bye bye.